Tính đến hết năm 2023, cả nước có 83 nhà máy sản xuất gạch ốp lát được đầu tư, công suất 831 triệu mét vuông trên năm, trong đó có 57 nhà máy gạch ceramic, tổng công suất 600 triệu mét khối trên năm, 21 nhà máy sản xuất gạch granite, tổng công suất 200 triệu mét vuông trên năm và 5 nhà máy sản xuất gạch cotto, tổng công suất 31 triệu mét vuông trên năm. Cũng theo bộ xây dựng, tổng vốn đầu tư xây dựng các nhà máy gạch ốp lát khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 100.000 tỷ đồng. Sản lượng gạch ốp lát đã tăng đều đặn từ những năm 2000 đến năm 2019. Năm 2018, sản lượng gạch ốp lát của nước ta đạt 602 triệu mét vuông, tương đương 4,6% toàn cầu và đứng thứ tư thế giới. Do chịu tác động của nhiều yếu tố đầu ra thu hẹp, từ năm 2020 đến nay, sản lượng sản xuất chỉ đạt 50 đến 60% tổng công suất thiết kế. Riêng năm 2023, sản lượng sản xuất gạch ốp lát đạt 360 triệu m2, chỉ bằng 45% tổng công suất thiết kế của các dây chuyền đã hoạt động và giảm 3,3% so với năm 2022. Ước tính, 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng sản xuất đạt 185 triệu m2, tương đương cùng kỳ năm ngoái, theo các doanh nghiệp sản xuất, chi phí nhiên liệu than chiếm thị trọng 30%, còn giá điện chiếm 8-10% trong chi phí sản xuất. Việc tăng giá than và điện trong thời gian qua đã làm tăng chi phí sản xuất thêm 6%, nhưng giá bán sản phẩm của các doanh nghiệp lại không tăng.